Sản phẩm các bạn đang được thấy ở đây chính là một con motor giảm tốc cốt âm K-Seri. Thì với cái dòng K của chúng ta, nó là một dạng bánh răng côn xoắn ốc các bạn. Và mã ở đây là con KAF77 các bạn ha. Hộp giảm tốc của chúng ta nó là một cái dạng hộp giảm tốc cốt âm và có cái cấu tạo bên trong là dạng bánh răng côn xoắn ốc. Với cái mã KA này thì size của nó là size 77 các bạn ha. Và KAF của chúng ta là một cái dòng mà nó có cái mặt loa và nó ra cốt âm như thế này. Lỗ chụp cốt ra của nó là cốt 50 nè các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy được cái sự hoạt động của cái con motor giảm tốc K77 này, và đồng thời chia sẻ với các bạn về cái tốc độ cũng như là cái moment lực của cái sản phẩm của chúng ta. Thì ở đây motor điện này là motor điện 6 cực nha các bạn. Tốc độ của nó chỉ có 960 vòng một phút thôi. Vậy thì các bạn có thể hình dung ra được cái tốc độ ra sau cùng của cái hộp giảm tốc của chúng ta là nó quay được bao nhiêu vòng rồi, phải không nào? Mời các bạn cùng xem thôi nào. Đầu tiên mình sẽ cấp cho motor giảm tốc của chúng ta một nguồn điện vào đây. Mình đang chạy 380 nha các bạn. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ khởi động cho các bạn xem ha. Thì trước khi mình khởi động, mình muốn chia sẻ với các bạn là về cái motor điện của chúng ta là công suất 0.75 kW, và motor điện này là motor điện 6 cực các bạn. Tốc độ của nó chỉ có 960 vòng thôi các bạn. Và hộp giảm tốc của chúng ta nó có tỷ số truyền là 1/154.02. Thì các bạn cũng biết là với cái tốc độ của motor như thế này, và đây cái tỷ số truyền của hộp giảm tốc của chúng ta là 154. Vậy thì cái tốc độ đầu ra của nó chỉ rơi vào khoảng 6 vòng trên 1 phút thôi các bạn nhé. Để mình sẽ đánh dấu cho các bạn xem một cái vị trí ở đây ha, để các bạn có thể thấy rõ được nó quay như thế nào ha. Đây là cái điểm bắt đầu của nó. Cho nó một chút xíu mực vô đây đi các bạn, nhìn cho nó sinh động ha. Hồi xưa mình cũng yêu vẽ lắm, phái vẽ lắm. Các bạn thấy chưa, xanh xanh này ha. Các bạn thấy là cái vị trí của cái lỗ cốt âm của chúng ta ngay cái phần mà mình dán một cái miếng băng keo, các bạn thấy nè, nó đang xây nè. Thì với cái tốc độ này nó rất chậm các bạn ha, chỉ khoảng 6 vòng trên 1 phút thôi. Thì các bạn thấy là với cái tốc độ nó chậm như thế này, vậy thì cái moment lực của cái hộp giảm tốc của chúng ta thì nó đạt bao nhiêu? Thì với cái mã này thì cái moment lực của nó đạt là 800 Nm các bạn ha. Và có những cái tốc độ nó cũng chậm như thế, và công suất nó cũng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào cái các bạn lựa chọn cái sản phẩm công suất và cái độ tải trọng của các bạn bao nhiêu, thì nó sẽ có một cái dòng motor giảm tốc tương ứng. Và đây là KAF77 motor giảm tốc có cấu tạo là bánh răng côn xoắn ốc, mang lại một cái hiệu suất hoạt động rất là cao, đến từ nhà sản xuất Wansin. Và nếu như các bạn quan tâm tới sản phẩm motor giảm tốc tải nặng K-Seri, hãy liên hệ với Đài Kinh Bắc để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.